Bộ phim Giờ vàng trạm cứu hộ trái tim đang bước vào chặng cuối, các nút thắt của phim đã dần được hé mở. Trong số các nhân vật mới xuất hiện, cô bé xinh xắn vào vai con gái của Ngân Hà nhận được sự quan tâm của khán giả hơn cả. Trong phim, Kitty là con gái của Ngân Hà với chồng cũ Nghĩa. Khi Ngân Hà mang thai, vì những ân oán hiểu lầm, Nghĩa vẫn cho rằng Kitty là con của Ngân Hà với tình cũ. Thời điểm Ngân Hà hạ sinh con gái là lúc cô nhà tan cửa nát, tài sản công ty bị tiểu tam cướp mất, còn bố ruột là ông Trường lĩnh án tù 3 năm. Phải tới ngày được trả tự do, ông Trường mới lần đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại của mình. Suốt quãng thời gian sóng gió đó, mẹ con Ngân Hà luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của Vũ. Anh yêu thương và chăm sóc bé Kitty như con gái ruột. Nhiều khán giả dự đoán, tới trạm cứu hộ trái tim kết thúc, Nghĩa vẫn khó biết Kitty là con gái ruột của mình. Bởi đó là cái giá xứng đáng mà anh ta phải trả sau hàng loạt tội lỗi đã gây ra với gia đình Ngân Hà. Trong những hình ảnh, clip hậu trường phim, có thể thấy bé Kitty đặc biệt yêu bố Quang Sự và luôn ủng hộ mẹ Hà bố Nghĩa tái hợp. Thậm chí khi thấy Quang Sự có cảnh ôm Lương Thu Trang vai An Nhiên, cô bé còn bức xúc chạy đến chất vấn, khiến mọi người phải bật cười. Được biết, sao nhí vào vai bé Kitty tên thật là Bảo Anh, em cũng là diễn viên bé nhất của đoàn phim Trạm cứu hộ trái tim. Mỗi khi được nghỉ giải lao, bé luôn trở thành tâm điểm của đoàn phim, mang lại những giây phút vui vẻ cho mọi người. Theo chia sẻ của ekip, Bảo Anh tương tác tốt với tất cả mọi người từ các bà tới cô Hồng Diễm, người đóng vai mẹ trên phim của bé. Chỉ cần nghe hiệu lệnh chuẩn bị vào cảnh quay của đạo diễn là cô bé lập tức tỏ ra nghiêm túc, phối hợp tốt cùng các bạn diễn. Những cảnh phim đã lên sóng cho thấy bé Bảo Anh vào vai Kitty khá xuất sắc và đáng yêu. Những phân đoạn có nhiều diễn viên, bé đều tương tác tốt với mọi người với vẻ tự nhiên. Trên mạng xã hội, dân tình không tiếc lời khen cho cô bé vừa đáng yêu vừa dễ mến này. Thậm chí, một số khán giả còn nhận định rằng cô bé Kitty có nét giống với bé Winnie, con gái của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ lại ngỡ ngàng tưởng bé Bảo Anh chính là con gái ruột của diễn viên Quang Sự. Sự nhầm lẫn của khán giả khiến chị Nga, mẹ của cô bé phải lên tiếng đính chính. Được biết tới tháng 7 này, Bảo Anh mới tròn 4 tuổi. Cô bé khiến khán giả vừa thấy đã yêu vì gương mặt toát lên nét trong trẻo, thơ ngây với đôi mắt to tròn đen láy, nước da trắng hồng. Trước khi được biết đến với vai diễn Kitty, bé Bảo Anh là mẫu ảnh nhí có tiếng. Với vẻ ngoài lanh lợi, đáng yêu, cô bé được các cửa hàng thời trang trẻ em mời chụp ảnh lúc lên 3 tuổi. Cũng từ đây, Bảo Anh được bên tổ chức sản xuất Trạm cứu hộ trái tim mời tới thử vai. Theo chia sẻ của mẹ Bảo Anh, đôi khi con gái phải dậy từ 5 giờ 30 phút sáng để đi quay phim và có lúc 12 giờ đêm mới về đến nhà.
Trên trang cá nhân, mẹ bé Bảo Anh chia sẻ, dù trạm cứu hộ trái tim đã đóng máy nhưng con gái vẫn đòi đi quay phim tiếp vì nhớ mẹ Hà, ba Vũ, bố Nghĩa. Nhờ sức nóng của trạm cứu hộ trái tim mà Bảo Anh giờ ra đường sẽ được nhiều người nhận ra và gọi Kitty, thậm chí xin chụp ảnh cùng. Mẹ bé kể, nhiều bà nói với con, Kitty ơi hôm qua bà vừa xem phim của Kitty đấy. Rồi các bà chụp ảnh cùng con, khen con. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.